Dạ em xin chào quý chú anh chị. Thì hôm nay kênh của em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà ở ấp 1A Vĩnh Lộc B Bình Chánh nha. Thì căn nhà này là hẻm hai sạc 1A đó quý anh chị. Thì diện tích của nó là 4 x 11, được xây là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ ha, một bếp và hai nhà vệ sinh. Thì căn nhà này trước nhà đó là hẻm 4 mét nha quý anh chị. Đây, đây là nhân vật chính của ngày hôm nay đây. Nhà thì xây rất kiên cố ha. Thì hiện tại là nhà trống, tại vì người thuê thì cũng mới hết hợp đồng á, dọn ra quý anh chị. Thì nhà này á, là chủ bán với giá là 1 tỷ 650 nha quý anh chị. Thì giá này là còn thương lượng á, quý anh chị nào muốn mua thì có thể thương lượng trực tiếp với chủ thôi. Thì nhà rất là sạch sẽ nha. Đây, thì em sẽ quay rõ hơn bên trong cho quý anh chị xem ạ. Đây, nhà rất trần rất là cao ráo luôn. Chủ thì đã lót la phong ở bên dưới hết rồi. Đây, sàn nhà thì cũng ốp gạch. Đó, bếp đồ cũng rất là mới nha quý anh chị. Này là cầu thang phía sau bếp nè. Thì cái chỗ cái đoạn ngay cầu thang nè, anh chị có thể thiết kế thêm một phòng nữa nha. Thì nhà sẽ có 3 phòng ngủ ha. Dưới cầu thang sẽ là cái bếp và nhà vệ sinh. Diện tích 4 x 11 á, mà chủ thiết kế kiểu này á, thì thấy phòng khách rất là rộng ha. Còn nếu anh chị về mà muốn tạo điểm nhấn á, thì mình có thể là làm lại cái vách á, vách ngăn giữa cái bếp và cái phòng khách á. Cảm giác nhà sẽ thoáng hơn ha. Đây, đây là cầu thang phía dưới nhà đây, làm rất là chắc chắn nha quý anh chị. Tuy là nó cầu thang sắt thôi nhưng cảm giác rất là chắc chắn ha. Trần thì cao rồi, rất là cao luôn quý anh chị. Đây, thì em mời quý anh chị đi lên phía trên lầu nha. Đó, lên đây thì rất là thoáng luôn. Nhà đây là nhà hướng Tây nha quý anh chị. Buổi chiều thì hơi nắng nhưng mà buổi sáng thì rất là mát luôn. Đây, trần ở phía trên nhà cũng rất là cao luôn. Đây là nhà vệ sinh ở trên lầu đây. Nó cũng ngang bằng cái diện tích nhà vệ sinh phía dưới á. Phía sau này thì phía sau nhà này thì có thêm cửa sổ nữa. Đó, quý anh chị nào ở nhà thì mở ra cho thoáng ha. Đây là căn phòng ở trên trên lầu đây. Phòng này cũng rộng rãi nha quý anh chị. Ở mấy khu vực này nè thì đa số cái nhà nó thiết kế theo kiểu nếu mà hai phòng á thì một phòng người ta sẽ ngăn ra, còn một phòng người ta sẽ để thoáng vậy quý anh chị. Phòng này thì quá rộng luôn. Nói chung chủ thì đa số ngủ ở bên ngoài phòng này tại cho nó thoáng á. Phòng cũng rất là rộng rãi. Này là căn phòng bên ngoài ban công đó quý anh chị. Cái diện tích căn này 41, mà thật sự khi em bước vô căn nhà này em nghĩ nó là 41 luôn quý anh chị. Em nghĩ là nó tầm 43 đó. Khu này là khu dân cư hiện hữu nha. Mình mua thì soi ra thì cũng khu dân cư hiện hữu thôi, mình cũng rất là an tâm. Quý anh chị nào tới xem nhà thì sẽ biết căn nhà này rất là chắc chắn như thế nào. Đó, đường hẻm thì cũng rộng rãi 4 mét. Nhà cửa một san sát nhau. Thì cái khu ở bên 1A này nè, ấp 1A thì sẽ mắc hơn khu ấp 1B nha quý anh chị. Ấp 1B đa số thì nó cũng có nhiều cái hẻm nó cũng hay ngập nước á. Còn bên này thì không à, không có tình trạng ngập nước à. Bây giờ em sẽ quay một vòng từ trên dưới nữa cho quý anh chị xem.
Và em nhắc lại, căn nhà này á, là vị trí của nó là đường ấp 1A nha, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh nha quý anh chị. Thì nó là hẻm hai sạc đường 1A, diện tích nó là 41, được xây là một trệt, một lầu, đổ suốt nha. Thì giá của căn này á, là 1 tỷ 650 nha quý anh chị. Từ vị trí của căn nhà này mà mình di chuyển ra đường chợ Tây Lân á, thì cũng chỉ chưa đầy 5 phút nha. Đường rất là thông thoáng, rộng rãi. Hẻm trước nhà cũng 4 mét rồi. Khu này là khu dân cư hữu nha quý anh chị. Đất ở đô thị luôn ha. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua căn nhà này á, hoặc là đi xem nhà thì có alo trước cho em số điện thoại ở bên góc trái màn hình đó. Em sẽ dẫn quý anh chị đi xem ha. Chỉ cần điện thoại em trước 15 phút là được rồi. Thì giá căn nhà này em nghĩ chủ chốt là tầm 1 tỷ 580 nha quý anh chị. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay đi. Chứ những cái nhà mà thứ nhất là vị trí đẹp, thứ hai là cái kiểu cách xây dựng nó cứng cáp á, kiểu nhà người ta sẽ ở quý anh chị thì bán cũng rất là nhanh ha. Dạ em xin kết thúc clip ở đây và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Thì quý anh chị nào yêu mến kênh thì cho em lượt đăng ký nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau ạ. À.